Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang bên em. Sáng nay em giới thiệu đến cả nhà ba loại bông trang trắng. Thứ nhất đó là bông trang trắng lá nhỏ ở bên phải bên cùng ở đây. Tiếp theo là bông trang trắng lá trung. Hai loại này thì không có thơm. Cái bông hoa khi nở ra không có thơm nha cả nhà. Còn phía bên trái bên cùng bên đây là bông trang trắng lớn, bông thơm. Đây, cây đang ra hoa, có thể mình cũng cho cả nhà. Nhưng mà khi mà em bán là em bán cây con này nha cả nhà. Đó, cả nhà thích loại nào thì comment để lại bên dưới. Còn cây mẹ này cả nhà có mua thì em để lại giá thỏa thuận nha cả nhà. Cây mẹ thì sẽ giá khác. Đây là cây trang con. Đây, cái lá giống y chang nhau. Đây là cây giống được dâm cành chiết từ cây mẹ rất là lớn. Còn đây là cái cây giống cây mẹ lớn gì mà em làm giống ra. Còn em cho ra bán ra thị trường thì những cây con này. Đây. Rồi xong. Sáng nay em giới thiệu ngắn ba loại bông trang trắng. Là bông trang trắng lá nhỏ, lá trùng với tràng lá lớn, tràng núi thơm. Rồi em xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video ngắn của em nha. Chúc cả nhà ngày mới làm việc vui vẻ. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye.